Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay. Dạ, hôm nay là vào buổi sáng ngày 20 tháng 4 năm 2024, vì trước hình của chú anh chị bạn ngay chỗ này là góc ngã ba của đường biệt thự với con đường Trần Phú nè. Bên kia đường là cái tòa nhà khách sạn Citadin với Mường Thanh Center. Đây là các vận động viên, các cu rơ đã về đích và nghỉ ngơi vậy. Thì sáng hôm nay ở quảng trường 2 tháng 4 là đón cái đoàn đua và truyền hình phố Hồ Chí Minh hàng năm quý vị. Thì cái chặng của ngày hôm nay đó là chặng thứ 16, được xuất phát từ thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên đến thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Thì cự ly của cái chặng này là khoảng 134 km và trải qua hơn 4 giờ các cuộc đua, các tay đua cũng như là đoàn đua đã về đích rồi, đã về đích và trao giải rồi. Và bây giờ là các tay đua chụp ảnh lưu niệm cùng với khán giả, như là ở khu vực quảng trường thì phỏng vấn rồi đó. Đó, khán giả tới đây để chụp ảnh lưu niệm cùng với các tay đua nè. Bây giờ thì họ sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi, bắt đầu vào ngày mai họ sẽ tiếp tục. Vì thì dự kiến ngày mai, sáng mai là ngày 21, sẽ là chặng thứ 17, xuất phát từ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đi thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Giờ các tay đua sẽ được nghỉ ngơi rồi sáng mai tiếp tục lên đường. Kết quả của chặng 16 từ Phú Yên đến Nha Trang vậy, thì tay đua cán đích ở vị trí thứ nhất đó là tay đua Lê Minh Nguyệt của đội thành phố Hồ Chí Minh New Group, là về đích trước nhất. Thời tiết ngày hôm nay cũng khá là ủng hộ cho các tay đua vậy, ủng hộ về cái nhiệt độ vậy. Thời tiết thì vẫn nắng nhưng mà gió rất là mát, nhưng mà nếu như mà tình hình gió như thế này các chắc chắn là các cái tay đua khi mà lúc di chuyển sẽ rất là mất sức và rất là khó đi hơn. Gió khá là mạnh, gió mạnh như thế này là nó sẽ tạt làm cho các tay đua phải di chuyển nó khó khăn hơn vậy. Nhưng mà về đích rồi thì nó rất là mát. Phía trước là khu vực của quảng trường 2 tháng 4, không khí đang rất là sôi động bên đó. Bây giờ mời quý vị cùng qua bên đó xem tình hình, rồi cũng như sẽ đi xuống biển nha. Thời tiết nắng đẹp như thế này thì chắc chắn biển cũng sẽ rất đẹp. Trời càng nắng thì nước biển càng trong xanh. Gió hôm nay cũng phải gọi là quá mát luôn. Mặc dù trời nắng như thế này vậy nhưng mà gió nó mạnh lắm cho nên nó mát lắm, gió liên tục giống như là có điều hòa không khí ngoài biển vào vậy, cho nên là mặc dù trời nắng nhưng mà nó lại không có nóng, nắng nhưng mà có gió mát. Thì thường mỗi năm á là thời tiết nắng nóng á là cái lễ trao giải rồi cũng như là phỏng vấn đâu là thường tập trung ở khu vực công viên có bóng cây rồi cho nó mát vậy. Nhưng mà năm nay á, là ở tổ chức ở phía trước quảng trường 24 luôn. Mặc dù trời nắng nhưng mà gió rất là mát, cho nên vì vậy cho nên mới tổ chức ở khu vực quảng trường. Gió biển thổi vào rất là dễ chịu. Ở đây là đài truyền hình HTV nè. Thì họ trực tiếp luôn quý vị. Các cái giải đua này họ đều phát trực tiếp hết trên
các kênh trên truyền hình để mọi người có thể tiện theo dõi. Ở giờ này thì một số tay đua còn ở lại để mà phỏng vấn, chụp ảnh lưu niệm cùng với người dân. Một số thì họ đã về khách sạn để nghỉ ngơi rồi. Hai không khí rất là nhộn nhịp, sôi động ở khu vực quảng trường 2 tháng 4 trong cái giải đua xe đạp cúp truyền hình Hồ Chí Minh hạng thứ 16 cán đích ở thành phố Nha Trang. Khách du lịch họ cũng ra đây họ vui chơi thôi, khách Tây nữa, có cả khách Tây họ cũng ra đây. Hai khu vực của sân khấu trao giải nè, rồi biểu diễn văn nghệ nè. Vâng, và thực sự thì cái chiếc truyền hình thì người hâm mộ cũng đã thấy được Phạm Lưu Xuân Lộc với cực kỳ ấn tượng trong trận đua ngày hôm nay. Một lần nữa thì cũng xin chúc mừng Phạm Lưu Xuân Lộc cũng như là ekip Quân của bạn đã có một trận đua rất thành công trong nhà đua. Thì các anh 620 cho tới Vĩnh Long và 620 Vĩnh Long
Ở biển hôm nay quá là đẹp luôn, vì gió rất là mát. Hình như đang cũng có một chiếc tàu du lịch rất là lớn đang ở ngoài biển kìa. Khu vực biển đoạn này là giờ này là bắt đầu khách Tây họ ra tắm nắng đông lắm, quá là đẹp luôn, gió rất là mát luôn các vị, gió liên tục. Trời nắng nhưng mà nó không có hầm, nó cũng không có nóng lắm, mà nhờ có gió nó thổi vào. Đến từ các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông của đài tin, đặc biệt
đến từ người dân của tỉnh Khánh Hòa cũng đã có mặt tại lễ trao thưởng ngày hôm nay. Một mình nữa sẽ hoan chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và thưa quý vị, để có được trận đua diễn ra thành công tại ngày hôm nay, ban tổ chức cuộc đua sẽ chân thành cảm ơn ban tổ chức địa phương của Khánh Hòa đã tạo mọi điều kiện và hỗ trợ vô cùng nhiệt tình để mỗi lần trận đua diễn ra thành công tốt đẹp. Và thay cho lời cảm ơn, và chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Tuấn Thanh, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, sẽ thay mặt cho ban tổ chức địa phương đón nhận phần kỷ vật vô điểm đến từ ban tổ chức cuộc đua. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Khôi, chủ ban điều hành, phó trưởng ban tổ chức, ban tổ chức cuộc đua tiến hành sân khấu trao tặng phần kỷ vật vô điểm đến cho ban tổ chức địa phương tỉnh Khánh Hòa. Nhiệt tình đến từ ban tổ chức địa phương tại tỉnh Khánh Hòa. Và thưa quý vị, tiếp theo phía sau đây sẽ là phần trao học bổng cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại mỗi địa phương mà cấp trên thành phố Hồ Chí Minh đi qua. Đặc biệt hôm nay tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, nhà tài trợ và khách hàng của công ty cổ phần Tô Đông Á đã tài trợ học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh. Bây giờ mời quý vị cùng đi vào dọc biển con đường Trần Phú nha, gần vực của tháp Trầm Hương, gần quảng trường. Biển quá là đẹp luôn quý vị. Ở đây là những hàng dừa gió đu đưa, quý vị thấy không? Đó, gió mạnh lắm, hàng dừa nó mới lung lay như thế này. Và rất là mát. Thời tiết như thế này là biển quá tuyệt vời luôn quý vị ơi. Bởi vậy như giờ này khách Tây họ ra đây họ tắm nắng tắm biển rất là đông luôn. Thành phố Nha Trang, thành phố biển xinh đẹp, thành phố năng động vào buổi sáng và buổi chiều và cả buổi trưa luôn. Buổi trưa thì đa số là khách Tây, buổi chiều là người dân địa phương, buổi sáng cũng vậy, cũng có khách du lịch, nhưng mà đa số buổi trưa thì khách Tây là họ tắm nắng nhiều. Họ đi vào dọc trên cung đường biển vỉa hè này cũng rất là mát luôn mình. Những hàng dừa đung đưa trong gió đẹp quá. Bên công viên là những hàng dương.
gió khá là mạnh luôn vậy. Ở đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở một video tiếp theo sau.